Sỏi thận là bệnh lý thường gặp nhất của đường tiết niệu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng khó lường. Ủa ông sao vậy? Đau lưng, dạo này đau nhiều hơn nữa nha, đau nhói dữ lắm. Ăn sáng xong đi, rồi tôi kêu thằng Tuấn nó dẫn ông đi khám. À, phải ăn mặn, thiệt mặn mới được, xong mình vắt cái chanh vô, ăn nó mới tuyệt vời. Ba ăn mặn mà ba uống rất là ít nước, cho nên bây giờ là bị huyết áp nè, rồi có thể là sỏi thận nữa. Cái gì sỏi thận không có đâu, trời làm gì có cái bệnh đó. Mình sẽ nghe bác sĩ tư vấn. Vậy điều trị sỏi thận như thế nào để đạt hiệu quả? Làm thế nào để phòng ngừa bệnh lý này? Trong vấn đề điều trị sỏi, nó có hai phương pháp là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Để điều trị nội khoa, ta dùng thuốc để điều trị sỏi tùy theo cái viên sỏi, mà chúng ta có thể sử dụng những phương thức có thể là ít xâm lấn hơn, cho đến những phương thức là mổ mở để lấy viên sỏi ra. Chúng ta có thể sử dụng phương thức gọi là tán sỏi ngoài cơ thể, phương pháp nghĩa là tán sỏi thận nội soi nhiệt dòng với ống soi mềm. Cái phương thức nữa nó là phương thức tán sỏi thận qua da. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề tìm hiểu các phương pháp điều trị sỏi thận, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.